Chào mọi người. Ai da nó lát luôn rồi. Thấy gà kìa, em thấy gà bắt mặn thịt ăn đi. Bên cạnh có băng đi thấy y chút dưỡng thai nên núi cam lộ xong chưa thấy nào hiệu quả cũng là việc tiểu hồi đó. Kẻ thấy cái cô cha, kẻ thấy chuyện với cái con cha. Để em đi chặt gỗ. Tôn tử, ngày đặt tôn cha, biết hết rồi. Hai tôn cha. Rồi đi. Cái gì? Hoàng hậu khi ở chùa Trung Quốc đã uống nước cam lộ cho người của các em lớn lên. Nhưng chắc là mọi người đúng không? Vậy sao? Bộ của hoàng hậu nước không sao? Ở trên cây này có nhiều trái nè, ăn đi. Hả? Thì lấy cái này hờ máu. Đang đập trái để hờ máu. Đâu giờ? Con có mấy cây, mấy cây bông gọn không mà làm chuột hả? Còn có năm thiếu năm cây bông gòn còn gỗ, cây gỗ thì đủ trơn rồi. Hướng sao không chị? Hướng sao? Sao quá chết luôn kìa. Thank you.
Đâu thánh giá đâu? Nè thánh giá nè. Nhưng mà thánh giá này ai cũng thấy hết rồi. Em có sao không nè anh nhỉ? Đào hang chú ẩn á. Anh vô đây sao nhỉ? Mới có khả năng sinh tồn. Hay. Không. Chơi sao nữa không? Em lấy một quả sao, em có một quả sao nè. Ok, rồi ngủ đâu? À em biết cách nha. Chú kêu làm gì chim múa trơn rồi. Đây cung, cung sắt thôi. Mà không có mũi tên sao làm gì đâu. Đã làm gì ra. Để coi làm mới miễn phí. Thử rồi, coi nó còn mới gì không. Thanh kiếm lên đường đi. Chỉ cần nó tưởng giống như bằng hậu thanh niên. Bằng hậu tốt sáng đạt. Ê, điều sắc. Em mua được một cây điều sắc. Em mua được đá phép thuật luôn. Rồi con cục thịt đó. Ai cứ đòi gì sắc mua.
Tại sao? Chị chị lấy đi, em cho chị lấy đó. Tấm tiền thật, quý vị thực sự không sao. Quý vị thì gọi được đây. Em hết thịt rồi chị ơi. Nói dấu hiệu đập luôn. Đập chị luôn. Ơi ơi, không có quýnh lộn nha. Tôi người đang thay đúng giờ, tại tôi có phải đúng gì? Em quýnh một em bé dạ nha. Em cần một chị ơi, em cần viên đá sắc nhọn. Chị quýnh con kia, em cần một viên đá sắc nhọn. Em qua bên đó em lấy một viên đá. Mấy con đằng sau lưng chị. Nó quên. Ây da, xin lỗi, lỡ quýnh chúng chị. Được một đá sắt nhỏ. Ây da. Em ba đá sắc nhỏ. Đây. Vậy hả? Chị cho em đi. Vậy hả? Vậy hả? Em biết mà, thịt trong toàn ngon lắm.
Dạ, nó bắt ra chị á. Mà nhìn nó giống như con kiều. Nhìn giống như ship. Ship gì đó. Nhìn cái con 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 giám ship gì đó. Ý ship con con kìa, xịt của con con kìa. Em đi tìm đồng, em đang đào đồng. Nè đồng nè cho em. Để em quấn gà cái. Em có một đùi gà tây. Ôi. Gà. Em đang đói lắm rồi, có đồ ăn gì không? Ủa? Dạ, tôi hỏi đồ đói chứ. Ăn đi. Em đi nướng nãy giờ. Bóp rộng sao? Để em đi đào cái, em đi đào đá. Có nhiều thịt rồi. Em có đồng rồi. Em có 7 quặng đồng rồi chị ba. Rồi, hư cướp đá. Cướp đá rồi. Em mai được 7 quặng đồng rồi. Vậy mai kia mai là sao? Thật em tìm được một skin mới rồi. Nãy giờ em được nhiều thịt lắm luôn á. Tại vì em farm mấy con gà. Như là mấy cụ mấy con tôm tôm nữa. Nước vô chị ba ơi. Là ai vậy?
Chị ba thấy thấy khúc gỗ bị chặt xong vô. Em vô đó xin tòm. Em sợ em hãy vô đây chứ. Chết một, cẩn thận làm sao?